Dạ, em xin kính chào cô chú chị và các bạn. Rất hân hạnh gặp lại cô chú chị và các bạn trong một video tiếp theo của em về Đà Lạt. Hiện tại bây giờ là 18 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2024. Hôm nay thì em xin kính mời quý vị và các bạn cùng với em sẽ đi cập nhật tình hình đường phố. Hiện tại bây giờ thì em đang đứng ở ngay khu vực con đường Phan Đình Phùng quý vị. Phía sau lưng em thì sẽ đi về cái khu vực Mà Thánh năm xưa, khu vực Mà Thánh số 4 đó. Còn đi thẳng hướng này thì quý vị và các bạn sẽ về đường 3 tháng 2, còn đường cũ là đường Duy Tân. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì em cũng không quên xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối ngày 1 tháng 5 thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều bình an. Tại đây là khu vực trường mầm non Trinh Vương quý vị, của các sơ. Hôm nay quay trở lại đây có lẽ là quý vị và các bạn sẽ thấy rất là bất ngờ, bởi vì không còn tòa nhà cũ của các sơ nữa. Và hiện nay thì đang xây mới lên một cái khu tu viện bên cạnh. Con đường Phan Đình Phùng cũng có nhiều cô bác người Hoa sinh sống dọc theo con đường này lắm. Và một cái địa điểm rất là quen thuộc nữa, đó là khu vực khách sạn Mimosa. Bên cạnh có con dốc Mimosa quen thuộc. Hồi xưa con dốc này rất là nhỏ hẹp, đường thì khó đi. Mỗi khi mà mưa xuống là nước bì bà bị bõm quý vị. Và ngày nay thì khách sạn Mimosa đã không còn nữa rồi. Hiện nay người ta cũng phá dỡ đi và chuẩn bị xây thêm một cái khu gì đó, như là khu khách sạn tại đây quý vị. Mỗi khi mà đi ngang qua con đường Phan Đình Phùng này thì rất là nhiều các cái căn nhà cũ luôn. Đặc biệt là bà con cô bác người Hoa thì sinh sống dọc theo ở đây rất nhiều. Tại đây thì có tiệm hủ tiếu mì tàu cao này của người Hoa đó, rồi tiệm cà phê Rang Say. Và đây cũng là một cái vị trí quen thuộc nữa, đó là khách sạn Thành Thế quý vị. Hôm nay thì người ta cũng đã tháo dỡ rồi và chuẩn bị xây lên một cái công trình mới do bên tập đoàn Không Thể Tiếng Nhau Hai Đôi Dép làm chủ đầu tư đó. Buổi sáng mà quý vị và các bạn đi ngang qua đây thì thơm lắm, mùi cà phê từ tiệm cà phê 171 nè. Tiệm cà phê cũng có từ lâu đời tại Đà Lạt rồi. Và đặc biệt là những cô bác, anh chị lớn tuổi hay đi sớm để uống cà phê lắm. 5 giờ đã thấy mở cửa rồi. Có thể nói tiệm cà phê này mở cửa sớm nhất tại Đà Lạt luôn quý vị. Hôm nay đường phố nó cũng lưa thưa vắng vẻ quý vị. Hôm nay cũng hết kỳ nghỉ lễ rồi. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc quý vị. Mấy ngày vừa qua Đà Lạt đông vui, đông khách. Nhưng mà ngày hôm nay đường phố thông thoáng, vắng vẻ lưa thưa, trả lại sự bình yên cho thành phố Đà Lạt. Còn đây một địa điểm quen thuộc nữa, đó chính là Rạp Ngọc Hiệp năm xưa. Cái tòa nhà to to này ngày nay trở thành một khách sạn lớn quý vị. Rồi người ta cũng có cho thuê mặt bằng. Đây là con đường Phan Đình Phùng, có Rạp Ngọc Hiệp ở ngay phía dưới này. Và phía trên thì giáp đường Minh Mạng quý vị năm xưa. Ngày nay đó là con đường Trương Công Định đó. Phía trên là khu Rạp Hòa Bình đầu xuống. Phía sau của con đường Phan Đình Phùng năm xưa có những cái vườn rau, ngày nay quỹ đất bị thu hẹp lại rồi. Con suối cũng mở rộng ra, không còn tình trạng ngập nữa. Trước năm 1954, Đà Lạt chỉ có vài rạp cine như là rạp Lang Biang này, ngay chỗ đường Cầu Quẹo á. Bây giờ là khu vực Phan Đình Phùng, rồi rạp Đồng Khánh, sau này là rạp Ngọc Lan, và ngày nay là khách sạn Ngọc Lan. Hồi xưa cũng nhiều các cái điểm ăn chơi lắm, từ ngay khu vực con đường Minh Mạng này chạy xuống này. Bên trong thì có tiệm cơm Kinh Linh và Như Ý nổi tiếng trước 75 nữa. Nhưng mà ngày nay thì chỉ còn tiệm cơm Như Ý ở bên trong này thôi quý vị. Đây là những tiệm cơm của người Hoa
những món của người Hoa ngon. Năm xưa thì có món tạ pí lù này, rồi lẩu nữa. Nói chung là cô bác người Hoa nấu ăn cũng ngon. Đối diện bên rạp Ngọc Hiệp năm xưa thì còn có tiệm tắm nước nóng nữa, tiệm tắm nước nóng Minh Tâm. Bây giờ trở thành những cái quán nhà hàng, quán ăn. Hồi xưa mà đi ngược lại phía sau lưng em á, thì sẽ về Mã Thánh số 4. Và tầm giờ này thì không ai dám đi rồi quý vị, bởi vì khu vực Mã Thánh vắng vẻ lưa thưa người đó. Và đi ngang qua mấy cái ngôi mộ á, ngày nay phía dưới thì có con đường Nguyễn Hoàng, con đường xuống phía Kỳ Tỉnh ngày nay. Chỗ này thì có cụ Hồ Úc chuyên đóng giày quý vị, cũng đã lâu đời tại Đà Lạt rồi. Phía trước là có khách sạn Cẩm Đô quý vị. Bên tay phải đó là con đường Tảng Đà, con đường để mà nối giữa đường Phan Đình Phùng với đường Hai Bà Trưng đó. Trước 75 khách sạn Cẩm Đô, ở bên cạnh thì có tiệm thuốc bắc bán rượu thuốc rất là ngon. Đường Phan Đình Phùng thì có khách sạn Mimosa này. Khách sạn được bố trí cũng có một phòng ăn, phòng bếp cho gia đình đông người, và đặc biệt là rất là tiện cho những khách thuê. Rồi khách sạn Thủy Tiên gần trung tâm của Hòa Bình. Khách sạn Duy Tân thì có 3, rồi có vũ trường. Ở các khách sạn này thì đều có phòng tắm nước nóng trong mỗi phòng. Ngoài ra thì có khách sạn Mộng Đẹp ở khu vực chợ mới á, ngay cầu thang chợ đó. Cũng như là các khách sạn rải rác trên một số tuyến đường chính như là khách sạn Cẩm Đô, Lâm Sơn, Văn Huê và những khách sạn bình dân như là Phú Hòa, Vinh Quang, Nam Việt v.v. còn nhiều lắm. Đó là những khách sạn cũ vào những thập niên 1970. Năm đó thì khách sạn Palace là khách sạn sang trọng nhất tại Đà Lạt. Nội thất bên trong rất là trang nhã, cột kính theo phong cách phương Tây quý vị. Buổi chiều hôm nay cũng có một cái trận mưa to, vừa mới tạnh lúc 4 giờ chiều quý vị. Đường xá vẫn còn ướt này. Hiện tại bây giờ nhiệt độ buổi tối chỉ có là 18 độ C quý vị. Ban ngày thì 29-30 độ C. Và hiện nay buổi chiều thì hay xuất hiện những cái cơn mưa rào. Hôm nay du khách cũng đã về với thành phố của mình hết rồi. Năm nay theo thống kê thì du khách đến Đà Lạt dịp lễ tăng gần 42%. Vừa rồi thì trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thu hút 170.000 lượt du khách, tức là tăng gần 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là một tin vui đáng mừng. Ở đây là con đường Duy Tân quý vị, bên tay phải của em có cái con đường đi lên khu vực dốc Hải Thượng. Đi thẳng thì sẽ về khách sạn Duy Tân, bên tay trái là con đường Nguyễn Văn Cừ. Các khách sạn từ 1 sao cho đến 5 sao trên địa bàn bình quân khoảng 80% công suất. Các cơ sở lưu trú khác cũng đạt mức 75%. Năm nay cũng có thể nói là du khách lên đông quý vị so với ngoài năm đó. Cũng là một thông tin đáng mừng đối với nhiều người, đặc biệt là nhiều cô bác anh chị và các bạn làm bên khách sạn rồi du lịch. Và bây giờ thì em sẽ tiếp tục đi về con đường Nguyễn Văn Cừ. Con đường này năm xưa có tên là con đường Cường Đế quý vị. Đi ra cầu Bá Hội Trúc rồi ra khu vực Ánh Sáng. Ở đây thì có cái tòa nhà ngân hàng Vietcombank này. Rồi cây xăng Nguyễn Văn Cừ men theo cái con suối. Suối này là suối Cam Ly. Từ khu vực Hồ Xuân Hương á, mà đổ ra cầu Ông Đạo rồi chạy qua đây, cuối cùng sẽ đổ về thác Cam Ly. Hôm nay và ngày hôm qua thì cái tháp trên đường Trần Phú, cái tháp bưu điện Vinaphone thì đã bật sáng đèn quý vị. Những cái dịp lễ gì đó thôi cây tháp này mới bật đèn, còn những ngày bình thường thì không có bật đèn đâu. Còn đây là con đường Bà Triệu này, đi thẳng thì sẽ về Bồ Binh, Bồ Câu, Bồ Binh, chợ Đà Lạt. Em sẽ ghé qua đây một chút xíu, giới thiệu đến quý vị và các bạn cái màn hình 3D ở đây.
đi thẳng lên đầu dốc Bà Triệu. Có ngôi trường nghề La San, bên cạnh thì con đường Đào Duy Từ đi vào dốc Nhà Bò. Đây là cái cầu Bái Hồ Chúc quý vị. Ngõ thẳng lên thì có một cái bậc cầu thang cũ kỹ đi lên rạp Ngọc Lan. Phía sau là khu ấp Ánh Sáng, khu ấp lâu đời nhất tại Đà Lạt. Hồi xưa còn có những cái vườn rau ở đây nữa. Bây giờ giải tỏa được một bên rồi quý vị, và được trồng hoa sát pháo ở bên mé trái của em này. Năm xưa thì nó có hai cái dãy nhà lận và không có cái con đường này đâu. Mỗi lần mà đi từ chợ Đà Lạt mà về đường Cường Đẻ, đường Nguyễn Văn Cừ ấy, thì phải đi cái con đường lát đá ở bên trong. Hiện nay cũng đang nằm trong quy hoạch treo quý vị. Những cái khu nhà còn lại thì không biết đến khi nào mới giải tỏa. Và bây giờ thì em sẽ dẫn quý vị và các bạn đi vào cập nhật một vòng khu vực chợ Đà Lạt để cập nhật tình hình buổi tối hôm nay, ngày 1 tháng 5. Hôm nay phố xá cũng không có đông lắm quý vị. Hôm nay du khách cũng đã về với thành phố cả rồi. Bên trái của em năm xưa em còn nhớ có một cái cây xăng, rồi cũng như là một cái bến xe. Ngày nay thì vẫn còn cái bến xe quý vị. Cây xăng thì đã không còn nữa rồi. Có những cái chuyến xe từ đây mà về tới Chi Lăng này, rồi Thái Phiên. Tại đây bán rất là đông nhộn nhịp. Bình thường nếu như quý vị và các bạn đi vào những cái ngày cuối tuần á, thì tại đây đông lắm, xe không có chen lọt đâu. Và hiện nay thì đã có khu phố đi bộ trở lại rồi quý vị, vào hai ngày cuối tuần vào lúc 19 giờ 30 hai ngày cuối tuần thì không có cho xe máy vào bên trong, chỉ đi bộ được thôi. Ở đây là khách sạn Thanh Bình năm xưa, ngày nay trở thành khách sạn Sanda Prora của tập đoàn Hai Đôi Dép không thể thiếu nhau. Bãi giữ xe quý vị, khi mà quý vị và các bạn đi xe máy thì mình sẽ chạy vào đây để mà gửi xe ha, với giá 5.000 đồng cho một chiếc. Và đặc sản mùa này ở chợ Đà Lạt quý vị có thể là mua bơ này, bơ 034, cái quả dài dài và ruột bên trong thì màu vàng đó. Bây giờ bắt đầu vào đầu mùa bơ này rồi. Có một cô đang bán artiso này. Quý vị có thể thấy là bơ được trưng bày rất là bắt mắt. Bán với giá là 45 cho đến 50 ngàn một ký. Và khi mà mình mua thì cô sẽ cho mình ăn thử quý vị. Cô sẽ cắt thử ra một trái để mình ăn, mình cảm nhận thử coi có béo hay không. Tại đây là cầu thang Mộng Đẹp, cầu thang đi xuống chợ Đà Lạt. Cũng là một cái nơi để mà ngồi ăn uống rồi tập trung ngắm phố, ngắm phường.
Buổi tối thì có món sữa đậu nành. Món sữa đậu nành thì hồi xưa thì không có nhiều đâu quý vị, chỉ vài năm đổ lại đây thôi. Khi mà khách du lịch bắt đầu tăng mạnh á, chứ trước đây khoảng 10 đến 15 năm về trước thì Đà Lạt vắng lắm, không có phát triển du lịch mạnh như bây giờ đâu. Lúc đó đường phố còn lưa thưa. Ở ngay cái con đường đi vào chợ buổi tối thì rất là ít bật đèn ở cái tháp. Buổi tối hôm nay thì có bật đèn tại cái tháp cho nên là nhiều bạn trẻ cũng đứng đây chụp hình, tạo cho mình những bức ảnh đẹp. Và cũng đến ngay cái vị trí này, video của em cũng tương đối là dài rồi. Em xin phép được tạm dừng ở đây và kết thúc video. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật là ấm êm, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Còn bây giờ thì em xin được nói lời tạm chia tay và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.